Thưa các vị, ngày nay chúng ta học tiếp tục cái phần tuệ học trong tam học giới định tuệ. Và như chúng tôi đã trình bày thì tam học giới định tuệ đó được chia thành 7 cái giai đoạn gọi là thất tịnh, 7 cái giai đoạn thanh tịnh. Cái giai đoạn đầu tiên là giới học, gọi là giai đoạn giới tịnh. Rồi cái định học đó, gọi là cái tâm tịnh. Và giai đoạn thứ ba là tuệ học đó, là 5 giai đoạn thanh tịnh còn lại. Thì ngày hôm qua chúng ta nói đến cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thanh tịnh đầu tiên của tuệ học đó, đó là kiến tịnh. Và ngày hôm nay chúng ta học tiếp hai cái giai đoạn thanh tịnh, đó là đoạn nghi tịnh và đạo phi đạo tri kiến tịnh. Thì ở trong cái phần tuệ học này á, chúng ta tìm hiểu về các cái giai đoạn thanh tịnh hay là các cái giai đoạn của một người tu chứng như là một cái tấm bản đồ. Và nhờ vào cái tấm bản đồ đó thì chúng ta biết được rằng là chư thánh nhân các ngày giải thoát, các ngày giải thoát bằng cái con đường nào. Và khi mà chúng ta học về các cái phương pháp này thì mình thấy rằng là cái việc tu tập đó, đó là cái sự nỗ lực của tự thân. Ở đây không có tha lực, ở đây không có một cái lời cầu nguyện. Và lời Đức Phật dạy như là Kim Chỉ Nam, và vai trò của Đức Phật là những vị thầy. Và cái việc mà chúng ta vận dụng được cái phương pháp, chúng ta vận dụng được cái lời dạy của Ngài là tùy vào cái khả năng và cái sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Thì ở trong cái tiến trình giải thoát qua tam học giới định tuệ đó, thì cái giai đoạn thứ ba gọi là tuệ học. Thì ở trong cái tuệ học này được đề cập theo 5 cái giai đoạn, gọi là 5 cái giai đoạn thanh tịnh cộng với 2 giai đoạn đầu, tất cả là 7 giai đoạn thanh tịnh. Và do vì cái mục đích của tuệ học á, là làm lại công việc còn lại của giới học và định học. Hay nói cách khác á, là cái tuệ học là làm phần còn lại, làm 5 cái giai đoạn còn lại của 7 giai đoạn mà chúng ta gọi là thất tịnh. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, là giới tịnh á, là cái vai trò của giai đoạn này, đó là vì hành giả ngăn ngừa những cái phiền não thô thiển. Cái giai đoạn thứ hai đó là phiền não, là vị hành giả làm lắng động các cái phiền não đang có mặt bằng cái khả năng của định học. Và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn sát trừ phiền não, đó là giai đoạn của tuệ học. Và do đó cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà khó khăn nhất của một người tu tập. Ở trong cái thời kỳ không có vị chánh đẳng chánh giác đó, thì chúng sinh, những vị hiền trí thì các ngài có thể tu tập được giới học và định học. Nhưng mà tuệ học thì chỉ khi nào có vị chánh đẳng chánh giác ra đời, ngài hướng dẫn, thì chúng sinh mới có thể nhờ đó mà sát trừ phiền não và giải thoát khỏi luân hồi. Thì ở trong cái phần học tiếp theo của chúng ta, đó là chúng ta học đến cái giai đoạn thứ
cái thanh tịnh thứ ba được gọi là cái đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh tức là cái sự thanh tịnh do vì vị đó không còn những cái ngờ vực, phân vân, nghi hoặc, cho nên được gọi là đoạn nghi tịnh. Sở dĩ mà vị này không còn ngờ vực, phân vân là do vì từ cái tuệ, từ cái trí tuệ do kiến thanh tịnh đem lại. Ở cái giai đoạn này đó là vị hành giả có cái khả năng phân biệt được danh và sắc. Thì cái danh và sắc đó, như chúng ta biết đó, là nếu mà nói theo cái ngôn ngữ thông thường đó, thì chúng ta tạm gọi là thân và tâm. Tuy vậy đó thì đôi chỗ thì danh và sắc nó trọng hơn là thân và tâm, bởi vì sắc đó chỉ ra những cái gì thuộc về cả ngoại thân, và danh á thì bao gồm cả tâm và các cái danh quẩn còn lại là thọ tưởng hành. Và do đó là đôi khi chưa tăng trình bày những cái phần này đó, thì dùng những cái cách gọi là danh và sắc đó, đôi khi các vị một số vị không có học nhiều pháp cảm thấy là khó hiểu, nhưng mà đôi khi mà chúng ta dùng thân và tâm đó, thì chúng ta cũng không có nói hết cái nghĩa pháp. Đã ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý điểm này, và do vì từ cái kiến tịnh nó giống như là khi mà một vị hành giả đã chẩn bệnh được, tức là hiểu rằng là ở trong cái bệnh của chúng ta, ở trong cái tình trạng sức khỏe của chúng ta có những gì, và đôi khi ở cái giai đoạn này chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà phân biệt đâu là danh, đâu là sắc, hay là đâu là thân, đâu là tâm, thì chúng ta cũng nghĩ rằng là cái việc đó là dễ dàng. Nhưng mà thật ra đó thì do vì cái việc nào của chúng sinh, trong đó có cái vô minh và tham ái, và do đó trong cái nhìn về thân và tâm của chúng ta đó, nó bị một cái ảo giác, ảo tưởng. Đó là trong cái nhìn của chúng ta là cái nhìn của cái người chấp ngã, gọi là ngã tưởng. Và do đó những cái vận hành của thân và tâm đó, thì ở trong cái nhìn của chúng sinh phàm phu đó, đó là cái sự vận hành của một cái bản ngã. Và khi hành giả đó bằng cái trí tuệ tu tập đó, vì đó biết rằng cái gọi là ngã đó vốn chỉ có thân và tâm thôi, hay là chỉ là danh và sắc. Và sau khi mà nhờ có cái thấy đúng đắn đó, được gọi là kiên định, thì vị hành giả này đó thấy ra rằng là cái sự có mặt của thân và tâm, hay là cái sự có mặt của danh sắc này đó, trước hết đó là cái sự có mặt của danh sắc đó, đó không có một vị sáng tạo chủ nào chi phối, mà cái sự có mặt của danh sắc đó đó nó có cái nguyên nhân của nó. Và cũng giống như là vị này thấy rằng là cái danh và sắc này á không có sáng tạo chủ, và nó cũng không phải là nó vô nhân mà nó có, do vì vị đó đã nhìn ra cái nhân của nó. Như là chúng ta nói đến cái sắc hay là cái thân của chúng ta, thì ở trong đó nó không phải tự nhiên mà nó có, nó cũng không phải do một vị sáng tạo chủ, mà vị hành giả thấy ra rằng là sở dĩ nó có cái sự hình thành này là trước hết đó là nó là do cái nghiệp ở trong đời quá khứ, và nó cho chúng sinh tái sinh ở trong một cái sanh thú nào đó, như là chúng sinh ở cõi người. Và từ cái sắc nghiệp đó đó cộng với cái môi trường, cái điều kiện sống có tâm thức, cho nên có những cái sắc đó là do cái tâm chúng ta tạo ra, có những cái sắc đó là nó do cái vật thực, chẳng hạn giống như là cha mẹ sinh ra chúng ta, thì chúng ta có những người dưỡng mẫu nuôi nấng mình,
thì cái vật thực ăn hàng ngày đó nó cũng là một trong những cái điều kiện để tạo nên cái thân này. Rồi đối với tâm cũng vậy, cứ mỗi cái loại tâm đó thì không phải tự nhiên mà nó sanh lên, mà nó đều có cái nhân của nó. Không phải chúng sinh mà tự nhiên là có tham, tự nhiên mà có sân. Những cái tham, cái sân đó nó đều có cái nguyên nhân của nó. Và do vì vị hành giả, do vì vị hành giả chú tâm quan sát mỗi mỗi cái sự có mặt của thân và tâm như vậy, và vị này thấy ra rằng là mọi thứ đó nó đều có cái nhân cái duyên của nó, chứ nó không phải là tự nhiên mà có. Và vị hành giả đó đã tìm thấy ra cái nguyên sở dĩ có cái việc này là do cái nhân nào, sở dĩ có cái việc kia là do nhân nào, và sở dĩ cái này diệt là do cái duyên nào không còn. Và nếu mà chúng ta có học về giáo lý duyên khởi đó thì chúng ta phải nói rằng rằng là cái do cái vô minh đó mà cho nên có hành, do hành mà có thức, rồi do thức mà có danh sắc, vân vân. Và ngược lại đó thì do danh sắc diệt mà thức diệt, do thức diệt mà hành diệt, do hành diệt mà vô minh diệt. Như vậy là do vì vị hành giả thấy rõ rằng rằng tất cả những vạn pháp hiện hữu đó, nó đều có cái nhân của nó. Do đó mà vị hành giả này không còn nghi ngờ về cái sự có mặt của mình bằng một cái nguyên do nào đó. Một chúng sinh phàm phu rất có thể và nghĩ rằng là cái sự có mặt của ta trên đời là do một vị tạo hóa, hoặc là cái sự có mặt của ta là tự nhiên mà có. Và vị đó nghĩ ra rằng là không biết ở trong đời quá khứ cái bản ngã của ta nó như thế nào, rồi ở trong cái đời vị lai cái ngã của ta nó sẽ ra sao. Đối với vị hành giả tu quán thì do vì vì đó thấy rằng là nó không có cái bản ngã, mà nó chỉ là những cái sự, nó chỉ là một cái tập hợp tiếp nối của danh và sắc. Và ở trong cái sự tiếp nối đó nó luôn luôn là nó vô thường, nó luôn luôn nó thay đổi. Nó không có một chúng sinh, một cái linh hồn thường tồn đi từ cái đời sống này sang cái đời sống khác. Nó giống như là một người, giống như là một cái đứa trẻ. Khi mà chúng ta xem những cái hình ảnh trong tivi thì rất có thể đứa trẻ đó tưởng tượng rằng là những cái hình ảnh đó nó được truyền tải ở trong những cái sợi dây, ở trong những cái dây cáp từ nơi này đến nơi khác. Nhưng mà khi mà lớn lên nó có học và nó hiểu rằng là những cái hình ảnh mà nó đang xem đó đó là nó không phải, là nó được chui ra từ những cái sợi dây đó. Hoặc giờ giống như là một đứa trẻ khi mà soi mặt mình vào trong cái tấm gương đó thì rất có thể nó nghĩ rằng là cái hình ảnh ở bên ngoài đó đi vào ở trong cái tấm gương đó. Nhưng mà nó khi nó lớn lên rồi thì nó hiểu rằng là cái hình ảnh ở trong gương đó nó chỉ là cái hình ảnh phản chiếu của cái hình bên ngoài, chứ không phải là cái hình ảnh bên ngoài đi vào ở trong cái tấm gương đó. Thì cũng vậy, chúng sinh từ cái đời sống này sang cái đời sống khác, trong cái nhìn ngã tưởng của phàm phu nghĩ rằng có một cái linh hồn nào đó mà đi vẫn còn thường tồn từ cái đời sống này sang cái đời sống khác. Trong cái sự quán chiếu của vị hành giả thì vị này thấy rằng ra rằng là do cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, do cái kia có mặt và cái nọ có mặt. Như vậy thì từ cái trong cái kiếp sống hiện tại này sở dĩ mà có mặt được là do cái nhân quá khứ, và nhân cái quá khứ đó đó nó cũng đã đoạn tận, bây giờ là cái quả hiện tại. Và những cái nhân nào ở trong hiện tại đó cho quả tương lai thì cái đến cái quả tương lai đó đó nó cũng không phải là một cái linh hồn từ cái đời sống này đi qua cái đời sống khác, mà đó là cái sự tiếp nối nhân quả. Và vị này hoàn toàn không còn những cái tà kiến về cái ngã tưởng một cái linh hồn trường tồn bất biến của một chúng sinh ở trong cái vòng sinh tử luân hồi, bằng vào cái giáo lý duyên khởi, bằng vào cái giáo lý nhân quả. Và vị này thấy được đâu là cái nguyên do của sự có mặt
và đâu là cái nguyên do của cái sự vắng mặt. Cho nên tất cả những cái hoài nghi, tất cả những cái ngờ vực về một cái giả tưởng có hay không đối với vị đó hoàn toàn không có. Đối với một chúng sinh mà còn phàm phu á, thì những gì mà chúng ta biết về vô thường, về khổ, về vô ngã, đó là chúng ta chỉ biết về cái phương diện tri văn, tức là cái trí mà được học hỏi từ người khác, chứ chưa phải là chúng ta biết được bằng cái trí tu, tức là cái trí do tự mình chứng nghiệm. Bởi vậy mà ở trong cái trí văn đó, mặc dù chúng ta biết rằng là cái đời sống đó cũng là vô thường, khổ và vô ngã như lời Phật dạy, tuy vậy đó là cái phiền não của chúng ta nó vẫn có, không có thuyên giảm, không có thuyên giảm nhiều, hoặc là không thuyên giảm, là bởi vì chúng ta chỉ có lặp lại cái lời nói của người khác, của các bậc giải thoát, mà tự thân của mình nó chưa có chứng nghiệm. Do đó mà một trong những cái ân đức của Pháp Bảo đó, tức là cái khả năng của Pháp Bảo đó, là cái khả năng đó nó chỉ có được đối với một người đã tự thân chứng nghiệm, chứ không thể nào mà có người khác giác ngộ thay cho mình. Và ở trong cái quá trình tu tập đó, đó là một cái quá trình thử nghiệm, chiêm nghiệm và trải nghiệm của vị hành giả. Và bằng tất cả những cái nền tảng từ cái giới tịnh, tâm tịnh, rồi kiến tịnh đó, cho vị hành giả có cái nhìn đúng đắn, hiểu biết về cái nhân duyên, trong cái tương quan nhân quả của các cái hiện hữu, của danh và sắc, của thân và tâm. Nhờ vị hành giả biết được những cái tương quan đó mà những cái ngờ vực phân vân, hiểu lầm về những cái thân và tâm do vì phiền não, mà quan trọng nhất là vô minh che mờ, cho nên là vị hành giả đã từ bỏ được cái hoài nghi. Và cái giai đoạn đó được gọi là cái giai đoạn thanh tịnh, do đoạn trừ được cái sự nghi hoặc, gọi là đoạn nghi tịnh. Và ở trong các cái bộ lần nó có ví dụ một cái hình ảnh, nó giống như là một người nhìn một cái tấm gương, và cái tấm gương đó bị phủ cái bụi mờ, và vị này mới dùng cái vẽ lau cái bụi mờ đó đi. Và nhờ cái tấm gương không còn bụi mờ ngăn che nữa, do đó mà vị này thấy rõ cái hình ảnh của mình. Thì cái tấm gương đó được ví dụ giống như là cái thân của chúng ta. Rồi cái bụi mờ đó được ví dụ như là những cái phiền não. Và cái vị hành giả dùng cái giả lao á, nó giống như là vị hành giả dùng cái chánh niệm và tỉnh giác. Bằng cái chánh niệm và tỉnh giác đó, vị đó nỗ lực lau chùi cái vết bụi đó đi. Nó giống như là cái sự tinh tấn hành trì thiền định của vị hành giả. Và khi mà cái bụi mờ đó nó được lau sạch đi, thì cái tấm gương trong sáng. Thì khi không có vô minh thì lập tức là minh sanh khởi, không có bóng tối thì lập tức là ánh sáng sanh, không có bụi mờ thì cái tấm gương trong sáng. Và cái tấm nhờ cái tấm gương trong sáng đó, thì đó sẽ dễ dàng thấy cái gì là phản chiếu vào trong gương. Thì cũng vậy, do vì vị hành giả thấy tất cả ngọn ngành sự có mặt của các cái hiện hữu trong cái thân cái tâm, mà trước kia vị này vốn có cái ảo giác rằng đó là một cái bản ngã, thì bây giờ vị đó thấy rõ ràng rằng là nó không có một cái bản ngã nào hiện hữu ở trong đó, mà nó chỉ là cái sự lắp ráp giữa danh và sắc. Ở trong cái sự lắp ráp trong một cái tập hợp đó, nó luôn luôn nó bị chi phối bởi cái luật vô thường. Và nhờ vậy đó mà những cái nghi ngờ của vị hành giả đó là được đoạn trừ, đó là cái giai đoạn mà được gọi là thanh tịnh, nhờ cái sự đoạn trừ nghi ngờ. Chúng ta đến cái giai đoạn thanh tịnh thứ ba của bài học,
hay là giai đoạn thanh tịnh thứ năm của quá trình của toàn bộ giai đoạn thanh tịnh của thất tịnh, thì cái giai đoạn thứ ba của tuệ học và giai đoạn thứ năm của thất tịnh đó, đó chính là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Tôi nhắc lại nó ba cái giai đoạn của tuệ học. Giai đoạn đầu tiên là kiến tịnh, tức là cái thấy đúng, và từ cái thấy đúng đó, đó thì đó có cái tri kiến thứ hai là đoạn nghi tịnh, tức là vị đó không còn ngờ vực. Và khi mà vị đó không còn ngờ vực nữa đó, thì vị đó có được cái tri kiến thứ cái tri kiến thứ ba, tức là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo phi đạo tri kiến tịnh tức là vị đó biết đâu á là cái con đường đúng đắn và đâu là cái con đường lầm lạc. Đó cũng giống như là một vị bác sĩ sau khi đã tìm ra được cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh, thì tự nhiên vị này hiểu rằng là cần phải có cái phương pháp trị liệu như thế nào. Nếu mà một người trị bệnh mà không có biết nguyên nhân của bệnh thì phần lớn là chúng ta không có thể điều trị được, bởi vì chúng ta không biết được nguyên nhân. Và do đó khi mà vị hành giả biết được nguyên nhân, vị đó không còn nghi ngờ về cái nguyên nhân của cái bệnh đó nữa, thì vị này có một cái khả năng thứ ba, tức là vị này biết được đâu là phương pháp đúng và đâu là phương pháp sai. Và ở cái giai đoạn mà của một vị thánh hữu học sơ quả đó, là sau khi mà vị này đoạn trừ được cái hoài nghi rồi, thì chắc chắn rằng là vị này được giải thoát, là bởi vì đối với một người đã đoạn trừ hoài nghi đó, là vị đó không bao giờ lầm lẫn cái con đường mình đi nữa, được gọi là cái giai đoạn của một vị có khả năng biết được đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo. Cái khả năng đó, đó được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là cái sự thanh tịnh nhờ cái tri kiến biết được đâu là con đường đi và đâu không phải là cái con đường đi. Ví dụ giống như là trong khi tu thiền đó, thì bằng cái khả năng, bằng cái định lực của vị hành giả, bằng cái tuệ lực của vị hành giả, và do đó những cái cảm giác thân tâm mà trước kia vị này chưa có, bây giờ vị này lại thấy mình có cái, có những cái điều đó. Chẳng hạn giống như là có những vị hành giả thấy thân thể của mình nhẹ nhàng bay bổng, có những vị hành giả thấy rằng là cái thân thể của mình phát sáng, vân vân. Và nhất là ở trong cái giai đoạn định học đó, là đôi khi vị hành giả nghĩ rằng là mình chứng được những cái thiện nhân pháp, hoặc là có những người lầm tưởng rằng là mình đã giải thoát. Ở trong Thanh Tịnh Lực Đạo kể lại cái câu chuyện của một vị trưởng lão đó, ngày chứng được các cái thần thông, và ở trong một cái suốt thời gian dài đó, ngày sống ở trong cái hạnh phúc của thiền định. Và do vì ngày sống ở trong một cái hạnh phúc thiền định xuyên suốt như vậy đó, thì này cứ ngỡ rằng là mình đã được giải thoát, bởi vì ngài thấy này rất là hạnh phúc, này không có khổ. Thì khi đó có một vị đệ tử của ngài, vị này vốn là vị A La Hán, và trong khi mà vị này nhớ tưởng đến cái công đức của thầy mình, thì vị này quán xét thấy rằng là thầy của ta sắp lâm chung, và vị này biết rằng là thầy của ta chưa có giải thoát. Cho nên vị tỳ kheo đệ tử này cũng là vị A La Hán, ngày đi đến thầy của mình này bằng cách là ngày hỏi rất là nhiều về lý thuyết tu tập. Thì vị thầy, vị tỳ kheo là vị thầy đó cũng là một người tinh thông tâm tạng,
nên tất cả những cái câu hỏi của vị đệ tử, vị thầy đều trả lời được hết. Nhưng mình đến khi mà vị đệ tử mới yêu cầu vị thầy của mình thể hiện một cái khả năng của một người đã chứng được vị pháp thượng nhân như là thần thông vân vân, và khi mà vị trưởng lão này hóa hiện thần thông đó thì vị này hóa hiện một cái con voi to lớn từ xa đang đi đến gần, và bằng cái năng lực của một vị thánh A-la-hán, vị đệ tử này vô hiệu hóa thần thông của vị thầy mình bằng cách là khi mà con voi nó đi đến gần thì vị thầy không có thể vận dụng cái thần thông nó làm cái con voi nó đứng lại được. Thì khi đó bất chợt là vị trưởng lão, tức là vị thầy hốt hoảng, thì vị học trò mới khéo léo nhắc nhở với thầy rằng là bạch ngài, với một vị tỷ kheo đã giải thoát, đã đoạn trừ hết các cái phiền não, thì vị này còn sợ hãi hay không? Thì khi đó vị thầy mới tỉnh ngộ, biết rằng là mình chưa có giải thoát. Thì với một người mà tinh thông tâm tạng như vậy đó, mà ở trong một cái điều kiện cám dỗ, điều kiện cạm bẫy của cái việc tu chứng, là vị này vẫn lầm lẫn, tức là về những cái phương pháp tu tập đó, thì với một người mà tinh thông giáo lý, có khả năng truyền đạt cho một người đệ tử của mình giải thoát, với cái khả năng học như vậy đó, mà khi mà vị này có được một cái năng lực thiền định ở một cái mức độ nào đó, thì vẫn có thể lầm lẫn nghĩ rằng là mình đã giải thoát. Nhưng mà đối với một người mà đã thành tựu được cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn đoạn nghi tịnh rồi, thì vị này hoàn toàn không có lầm lẫn được, vị này không có lầm lẫn cái đâu là cái đạo lộ tu tập và đâu không phải là đạo lộ tu tập. Ở trong suốt cái đồng sinh tử luân hồi của chúng ta đó, thì thầm phu trí là luôn luôn bị ngăn che bởi những cái giai đoạn mà chúng ta tái sinh từ cái đời sống này sang cái đời sống khác. Chẳng hạn giống như là những gì mà chúng ta học Phật pháp ngày hôm nay đó, thì khi mà chúng ta tái sinh vào cái đời sống khác đó, là hầu hết là chúng ta không còn nhớ, và những cái gì mà chúng ta học đó, nó chỉ còn lại là cái căn duyên. Tức là nếu đời sau mà chúng ta tiếp tục chúng ta học đó, thì bằng cái căn duyên hiện tại đó, thì chúng ta học nhanh hơn, chúng ta dễ dàng tiếp thu hơn, chứ còn mà cái kiến thức ở trong hiện tại đó, thì chúng ta không có nhớ trong đời vị lai. Vậy bởi vì phàm phu trí chứ, chúng ta chưa có được cái trí tuệ gọi là cái trí tuệ đoạn trừ cái hoài nghi, hay nói cách khác đó, và chúng ta chưa có được cái thanh tịnh phiền não do vì cái hoài nghi không còn. Nhưng mà đến cái giai đoạn của một vị thánh sơ quả đó, thì do vì các ngài không còn hoài nghi nữa, cho nên đối với một vị thánh sơ quả đó, dù các ngài sau có mệnh chung và sanh ở một cái đời sống khác, ở nơi đó không có Đức Phật, ở nơi đó không có giáo pháp, thì các ngài nó vẫn có thể tiếp tục cái con đường của mình đang đi, các ngài không có bị lầm lạc, các ngài không có bị tà kiến. Thì cái giai đoạn mà các vị đó biết chắc chắn rằng đâu là cái con đường, đâu là cái con đường đúng đắn để giải thoát, và đâu không phải là cái con đường đúng đắn để giải thoát, cái sự thanh tịnh phiền não ở giai đoạn này đó, thì được gọi là đạo phi kiến tịnh, tức là cái sự thanh tịnh do vị đó biết rằng đâu là cái con đường chánh và đâu là cái con đường tà. Thì ở trong cái bảy cái năm cái giai đoạn sau của tuệ học á, từ cái kiến tịnh, vọng nghi tịnh, rồi đạo phi đạo tri kiến tịnh, rồi đạo tri kiến tịnh, rồi tri kiến thanh tịnh á, thì nếu mà chúng ta học rộng ra đó, thì nó gồm có 16 cái khả năng nhận biết của một vị hành giả, và cái 16 cái khả năng đó được gọi là 16 cái tuệ trong cái quá trình tu tập. Tuy nhiên ở trong một cái
ở trong một cái thời khóa ngắn như thế này thì chúng ta hiểu đại khái như là những cái bản đồ. Và ở trên cái bản đồ này thì chúng ta biết rằng là mỗi cái giai đoạn như vậy đó nó có một cái mục đích gần và mục đích xa. Chẳng hạn giống như là từ cái giới tịnh đến tâm tịnh thì mục đích của một người tu tập về giới thì cái mục đích xa đó chính là cái sự giải thoát. Nhưng mà mục đích cận kề đó là để ngài có được cái tâm tịnh. Và một vị có được cái tâm tịnh đó là mục đích cận kề của vị đó, đó là có cái kiến tịnh. Nó giống như là một cái hình ảnh ví dụ về các cái trạm xe trong cái bài kinh trạm xe của ngày do ngày của năm anh Tân Nhi Phật Tạng trả lời câu hỏi của ngày Xá Lợi Phất. Thì để một người muốn đi từ thành Sa Quát Thi đến cái thành Sa Kê Tá qua 7 cái trạm xe đó, thì nếu muốn đi đến cái trạm xe thứ 3 thì vị đó phải từ thứ nhất phải đi đến được thứ hai. Và muốn đến từ thứ hai mà muốn đến trạm thứ tư đó thì vị đó phải đi đến trạm thứ ba rồi mới có thể trạm thứ tư. Như vậy thì nhờ trạm thứ nhất mà đến trạm thứ hai, nhờ trạm thứ hai đến trạm thứ ba tư lần được như vậy, nhờ trạm thứ bảy mà vị đó đã đi đến thành Sa Kê Tá. Cũng vậy trên cái tiến trình giải thoát của vị hành giả thì nhờ có giới tịnh cho nên mới có tâm tịnh, từ cái tâm tịnh đó mới có kiến tịnh, rồi nhờ kiến tịnh mới có đoạn nghi tịnh, và nhờ đoạn nghi tịnh đó mới có đạo phi đạo phi kiến tịnh. Thì trở lại đó là trong cái ba cái giai đoạn thanh tịnh thuộc về tuệ học đó, gồm có kiến tịnh, đoạn nghi tịnh và đạo phi đạo phi kiến tịnh đó. Thì kiến tịnh đó là với cái vai trò đó là nhận diện phân biệt được đâu là danh sắc. Rồi cái giai đoạn mà đoạn nghi tịnh đó thưa sư máy không còn nghe được. Về chúng ta từ đâu có, rồi cái bản ngã như thế nào, vân vân. Rồi do vì vị này đã biết cái nguyên do hình thành nên cái danh và sắc này, nó cũng giống như là một người đầu tiên là họ xác định được mình bệnh gì. Và cái thứ hai, giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn xác định bệnh đó, là giai đoạn của kiến tịnh. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn nguyên nhân dẫn đến bệnh, đó là đoạn nghi tịnh. Và cái giai đoạn thứ ba đó là vì đó biết được cái phương pháp nào đúng đắn và phương pháp nào lầm lạc, đó là đạo phi đạo phi kiến tịnh. Thì bài học ngày hôm nay tôi xin giới thiệu các vị về cái giai đoạn thứ ba của giới học và là giai đoạn thứ năm ở trong năm giai đoạn, trong bảy giai đoạn thanh tịnh trên cái quá trình tu chính. Và ở trong năm giai đoạn của tuệ học này thì chúng ta còn được phân tích theo 16 cái tuệ giác của vị hành giả. Tuy vậy đó thì ở trong cái thời gian ngắn nửa giờ đồng hồ thì chúng ta cũng không có thể đi chi tiết về cái 16 cái tuệ này. Thì chúng tôi chỉ cố gắng giới thiệu khái quát như vậy và xin được phép dứt lời ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin thân thành kính tri ân Chư Tổ Pháp Nhi và xin kính mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta hồi hướng công đức. Y đăng mê bụi nhân đi ba đa sa vai chay ô hô tung